Cái. Cái. Bây giờ tụi mình chơi trốn tìm nha. Em sẽ là người đi tìm, còn các anh đi trốn đi. 1 2 3 4 5. Ôi đi trốn thôi, đi trốn thôi. Hả? Ôi trốn ở đâu đây ta? Trốn ở đâu đây ta? Xe Ben ơi, đợi anh với, phải trốn kỹ mới được. 13 14 15. Rồi, em đi tìm nha. Bạn ơi, mình trốn ở đây kỹ vậy, chắc xe trộn bê tông gì không thấy đâu. Xe container đang chơi trốn tìm hả? Ta đã tìm thấy người rồi. Tiếp tục đi bắt những bạn xe poly thôi. Xe Ben ơi, đúng rồi, để có an toàn không? Anh thấy lo lo nha. Anh yên tâm đi, chỗ này em trốn nhiều lắm rồi, xe trộn bê tông không biết đâu. Ôi, em thấy hai anh rồi nha. Ta cũng thấy các bạn rồi. Vậy là ta đã bắt được hết những anh em nhà bully rồi. Ta về nhà đây. Ôi các bạn ơi, tà ma quái đã bắt hết những anh em nhà bully rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi giải cứu anh em nhà bully nha. Đi giải cứu thôi nào các bạn ơi. Ủa các bạn ơi, hình như cũng lập thấy được một bạn Bully rồi nè. Thì ra bàn tay ma quái đã giấu Bully ở đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau giải cứu cho Bully nhé. Em để anh khủng long xanh giải cứu em ra nha. Em chờ chút nha. Đây là một em Bully cảnh sát nha. Có chữ police nha các bạn. Đây là Bully xe bồn trộn bê tông nha. Có màu gì đây? Đúng rồi, màu xanh nha. Màu xanh và màu đỏ nè. Đó, còn cái thùng trộn bê tông thì màu trắng nè. Bully này có 6 bánh xe, mâm bánh xe thì màu xanh. Ta biết một bạn trộn bê tông thì hoạt động như thế nào không? Đầu tiên là chúng ta sẽ đổ đất, đá, cát, xi băng và nước nữa vào đây nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay cho cái bồn này trộn lên đều lên. Hãy dùng cái này nè các em. Đó, cho bê tông trộn đều lên nào. Xong rồi sau đó nó sẽ đổ ra một cái máng. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy bê tông đi làm công trình nha. Rồi vậy là chúng ta đã tìm được một bạn Bully rồi. Còn ba bạn nữa chúng ta hãy cùng nhau đi tìm với anh nha. Em cảm ơn anh khủng long xanh đã cứu em. Ồ không có gì đâu em. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm anh em của em nha. Ồ Bully ơi, anh lại thấy một anh em của em nữa nè. Chúng ta cùng nhau giải cứu bạn này nha. Ôi, mình đã giải cứu thành công mặt Bully cần cẩu luôn nè các bạn ơi. Wow, bạn này đẹp quá. Cũng như các anh em Bully, bạn này có màu xanh. Ui, một màu xanh nước biển rất là đẹp luôn. Rồi, chúng ta hãy cùng xem bạn này nha. Đây là bạn Bully cần cẩu. Đó, đó. Đó, bạn này có cần cẩu rất là dài luôn nè. Bạn có thể kéo cần cẩu ra được. Đó, dài chưa. Rồi, đây là cái móc tời nha các bạn. Rồi, chúng ta có thể xoay để cái móc tời dài ra nha. Nè, mình xoay nha. Đó, xoay để thả dây tời xuống. Rồi sau đó chúng ta sẽ cẩu đồ vật lên bằng cách là chúng ta xoay tiếp, xoay lên để thu dây tời vào. Bây giờ Bully cần cẩu hay cùng anh đi tìm những bạn khác nữa nha. Chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp nào các em ơi. Anh lại tìm thấy được một bạn Bully nữa nè. Đây là một bạn Bully chở hàng. Cũng như gia đình Bully, bạn này có màu xanh. Rồi để mình xem động cơ của bạn này có mạnh không nha. Ồ, động cơ nghe hay ghê. Ồ, đằng sau xe nè. Để mình xem có mở được không nha. Wow, mở được luôn nè. Ồ, thùng hàng bự ghê. Ồ, mình có thể để hàng vô trong này nè các bạn. Rồi bây giờ mình đóng cửa lại nha. Xe này có biển số là bao nhiêu đây? LT231468. Rồi bây giờ xe Bully chở hàng, hãy cùng anh đi tìm những bạn Bully khác nữa nha. Đi tiếp thôi nào các em ơi. Ồ các em ơi, anh lại thấy một bạn Bully nữa nè. Rồi bây giờ anh sẽ giải cứu cho bạn Bully này nha. Rồi đây là bạn Bully xe Ben nè. Bạn
bạn này làm công trình rất là tốt luôn nha. Bạn có thùng ben bự lắm, có thể đỡ được đất đá cát. Rồi sau đó ben xuống nè. Bây giờ anh sẽ làm cho các em coi nha. Sẽ bỏ đất đá cát vào đây. Rồi xe ben hãy chở đi và làm việc nha. Xe ben đã ben được đá cát xuống rồi nè các em. Hay chưa? Rồi vậy là chúng ta đã tìm được các anh em Poly rồi nha. Tụi em cảm ơn khủng long nhiều lắm. Không có anh tụi em không biết làm sao nữa. Không có gì đâu. Tìm được các em về đủ là anh mừng rồi. Các em nhớ lần sau đi chơi phải có người lớn đi cùng nha. Không là kẻ xấu bắt nạt đó. Dạ tụi em nhớ rồi. Thôi anh đi đây. Bye bye các em. Tụi em chào anh.